trộm về bữa nay đồng hai vụ xã Lý Sơn mở đồng cắt lúa đầy thơm tám đồng sưng hết mọi con. Thì lúa đợt sau này thấy thì nói chung thì bà con mình xử lý ba cái vấn đề gầy nâu với dàn lá chín sớm được ok thì nói chung cũng vô tắng á. Nói chung mà vụ hôm nay thì cái đồng hai vụ thì đa số là chủ yếu là mình nặng thân, nặng phân với nặng thuốc á. Tại đợt sau nó vướng cái dịch gầy á, gầy nâu, gầy phấn trắng mà thêm hợp lá chân, vàng lá chân nữa. Nên nó nặng thì vấn đề phân ngoài thuốc. Để coi miếng này coi họ được như bao á. Thì cái cánh đồng này thì một số bà con mình cũng bị cháy gậy á, do quản lý không tới nơi tới chốn á. Còn những cái dàn lúa mà về vô tắng này nói chung một quản lý gầy, thứ nhất quản lý gầy, thứ hai cũng không rước hạt nó thì xịt thuốc dưỡng nữa nên là mới được vô tắng thôi mà con. Nói chung thì cái lợi nhuận năm nay của bà con đất hai vụ này nói chung rất là ít, do dịch bệnh quá nhiều đi, quản lý quá nhiều đi, lớp bón phân rước hạt nữa. Cái vụ này mà bà con là nói mà xài thuốc hay hay mà không bón phân rước hạt đó là nó lên đường hết. Cái vùng đất ở đây, cái vùng đất núi ở đây nó khác hơn người ta nhé. Thuốc là chỉ xài hỗ trợ thôi, chủ yếu là phân đó. Thuốc là hỗ trợ, phân là chính. Mà nói vùng đất ở đây mà nói mà xài thuốc mà để giữ xanh màu lá vô gạo tới cậy là thua, nó dốc. Phân là chính, hỏi hết đi lại đây, hỏi hết bà con đi, nói nguyên cái đồng này đây, ông nào không có phân cứ hạt đâu đó. Giờ đàn lúa nè, nguyên cái đồng nè không có phân cứ hạt lên đường hết đó. Tại vì vụ này thì bà con biết rồi, gầy nó gây hại góp lúa xuống sức rồi, gầy không trắng nó dập rồi lớp bú rễ nó ảnh hưởng đủ thứ chứ. Đây thì sang báo giá cho bà con á, thì ở đây bà con ta lấy cọc 81 ha. Thì bữa nay lúa bữa nay thì được 98 ngày. Bữa nay lúa này là thơm là 98 ngày, lấy cọc 91 ha, nhưng mà lúa bây giờ nó lên quá lên nè. Mình thắc sang cho nó lên ha, còn giá cụ thể thì nó còn tùy thuộc vào nó lên nó sụp á, ngày lên ngày sụp không biết được ngọt, nhưng mà hiện tại lên rất là cao. Đó, 81 là lấy hụt hết, lấy trước thì nói chung đợt này thì lấy chung hết trơn luôn á bà con, nguyên cánh đồng này 81, 82. Mà đa số 81 nhiều, có số bà con 8 ngàn nữa. Đợt sau nữa thì có một số bà con mình lấy 83, 84, 85 đủ thứ vậy. Nói chung mình tùy theo mình lấy cọc thôi, nhưng mà lúa hiện tại lên á. Thì đó là thơm vụ đông xuân năm nay bà con thấy nè. Đó. Con thấy cái dàn lúa nè. Đó. Thấy bông không? Nó vậy đó, chứ cắt ra là từ 900 ăn lên ha. Chung chung là tấn mốt, tấn đến tấn lẻ 50kg, 50kg hoặc 80kg. Mà thường thường chúng là vô tấn ha. Nó mà để coi miếng này họ vô tấn không. Thì đông xuân thì được cái nó nắng nó hấp thu, nó quang hợp liên tục nên nó vô gạo rất là ok hết mọi con. Bữa nay 98 ngày nó vô gạo, một số bông hạt nó vô sau. Nó còn xanh nữa nè, mọi con thấy nó còn xanh nữa nè. Thì xanh được nặng ký thôi. Một số hạt vô sau thì nói với thằng Đài Thơm và ngô em thì nói về cắt thì nó cái nhánh vé nó rất là xanh. Cái này là cái đặc tính của nó rồi. Chứ không phải là xịt thuốc thuốc này thuốc kia giữ màu xanh không có ha. Đường 54, 51, 95, 93, 95 ngày thôi thấy nó khô ngoài đây khô vô rồi. Đó, 54, 51 có đặc tính từng giống lúa ha. Trong lúa này thấy hạt nó ở trong nó mẩy mẩy như ở trong nó có cái độ bong bong nước á thì nó nặng ký ha. Còn như ở ngoài mà cái hạt lúa mà con xịt thuốc mà nó bị vàng vàng cái lá cái hạt lúa hoặc là nó bị đóng mốc là lúa nó nhẹ ký ha, nó phải mẩy ẩm ướt thì nó mới nặng. Thì đa số cái trà nó còn xanh. Thì lúa này từ trung bình nó chứ 900 đến tấn á. Về quản lý gầy thì nói chung thì vụ này bà con mình đây quản lý quá nặng luôn. Gầy nó nói chung nó gói lứa xịt. Ông nào nhẹ nhất là hai cử đó, thường thường ba cử, bốn cử luôn. Rồi bón phân rước hạt thì gầy nó gây hại, đương nhiên cái lúa nó phải xuống sức rồi. Mà nếu xịt thuốc bệnh với thuốc vô gạo mà không bón phân rước hạt nữa thì nó sẽ bị xuống cháy sớm ấy, hoặc sẽ lép cổ á. Nên đa số đây là bón phân rước hạt. Và cũng không có thuốc nào hay mà nó xịt thuốc mà không bón phân hạt đâu, nó tùy theo vùng đất. Thì đối với bao này thì trung bình nó 55kg hả con, tại vì có cân rồi, mới cân thử luôn.
Tại vì hai người trên máy cắt thì nó khác nhau, một người thì vô bao chuẩn, người vô bao không chuẩn á, do người thì nó như yếu á, không có sốc được, nên là bao là cái người vô bao yếu là con thấy mình xèo à. Bao này 55-56 kg dữ lắm rồi nha, có bao 54-53 nữa. Còn cái ông vô mạnh thì mấy ông chủ yếu trung bình nó 55 à, tại vì căng rồi biết. Thì để coi hồi có được như bao hết rồi mình trung bình ra. Nói chung dàn lúa này nó đều đều ra là vô tắng rồi con. Đây là con nội mà nó hơi bị lớp xanh rồi, cái này nó bị bú rễ không phải. Một là dàn lá chín sớm, hai là bú rễ. Mà này không phải bú rễ đâu, cái này dàn lá chín sớm nó bị lép nè. Đây. Lớp xanh quá nhiều. Lớp xanh quá nhiều luôn rồi. Mới phát hiện. Đây bà con thấy là lớp xanh đa số luôn, chết bà không. Đó, thấy lớp xanh không? Không biết sao đây. Phải nó vô đều đặn thì nấy, con này nó còn lớp xanh quá. Thì cái miếng đài thơm này là nó bị vướng vào cái tình trạng là lớp xanh hết mọi con. Nên là cái năng suất nó sẽ bị hao hụt đi ha. Có thể là 900-950 cũng không chừng. Đó. Thì cái nguyên nhân lớp xanh này là không phải là lúa nó bị tình trạng gì đâu ha. Những cái bông lớp xanh á, thì để sang quay cho con xem những cái bông lớp xanh này nè. Đây. Lớp xanh là cái tình trạng lớp xanh là do bị bệnh vàng lá chín sớm ha. Vàng lá chín sớm nó bị lớp xanh. Tại vì khi mà lúa mà con chảo lên nó bị vàng lá chín sớm, hiện tượng vàng lá chín sớm rồi là nó đứng bông. Ở này là toàn bộ là vàng lá chín sớm hoặc là nó vô nửa bông. Và nó có biểu hiện vàng lá chín sớm là nó sẽ bị lép, là khi mình lép xanh là do vàng lá chín sớm hết mọi con, chứ không phải là do bệnh hay là cái gì. Tại vì đài thơm vụ này mà con biết là nó vàng lá chín sớm cực kỳ luôn. Còn cái cháy lá do vô gạo hoặc là do xịt thuốc vô gạo nó cháy thì nó khác hết, còn cái vàng lá chín sớm nó khác. Bị biểu hiện vàng lá chín sớm là nó mà con đứng bông hết. Đây, những cái biểu hiện mà vàng lá chín sớm là đứng bông hết. Mới đầu là nó chưa biểu hiện, nó vô gạo bình thường nè. Và khi nó có biểu hiện vàng lá chín sớm rồi là nó bị đứng bông, giống như tai biến vậy đó. Đây, đứng bông. Không có vô. Thì những lớp xanh này nhiều là do bị bệnh vàng lá chín sớm á. Đài thơm năm nay mà bị vàng lá chín sớm là đứng bông hết. Chứ cái vàng lúa này mà con thấy cái vàng lúa này không? Vàng lúa này mà nó không bị lớp xanh thì một tấn mốt bình thường luôn, bảo đảm luôn. Rồi giờ mà. Nhưng mà bị tình trạng lớp xanh thì thua. Lớp xanh là do bị vàng lá chín sớm á, mà con thấy cái lá nè, lá vàng lá chín sớm nè. Đó, mình lấy sớm mình lấy xanh không được ạ. Rồi thì đã có kết quả hả mọi con. Thì theo khi cắt miếng này thì do cái tình trạng bị lúa bị lớp xanh nhiều nên là cái năng suất nó không có hả. Thì đây lớp xanh tính hào hạo trung bình nó cũng khoảng 14 bao, thì nhân trung bình 55 hào hạo nó cũng khoảng 770-800 kg, trung bình cho 800 kg. Ở đây chủ đất có coi clip này thì cũng thông cảm ha, có chết luôn rồi.